Con kính thưa đại chúng, hôm nay con xin phép được đọc Xem Tánh Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Xem Tánh. Người tham bộc lộ tánh tham, khi nói khi làm đều đặn chỉnh chu, ra vào chải chuốt công phu, nói lời mật ngọt rồi bu kiến bò. Vì tham nên khéo thăm dò, thấy đâu có lợi là thò cái tham. Người sân bộc lộ tánh sân, nghiêm nghiêm nét mặt không cần nịnh ai. Gặp điều gai mắt chướng tai, không kìm nén được mặt tai đỏ bừng. Trợn hai con mắt trừng trừng, như con rắn hổ nó phừng cãi mang. Người si chẳng biết xét suy, nói năng hời hợt chẳng vì đúng sai. Vểnh tai nghe chuyện ngắn dài, đua đòi bắt chước đúng sai biết gì. Mông lung tâm trạng hiểu kỳ, sớm vui chiều chán việc thì dở dang. Đức tin có tánh hay tin, nghe điều kỳ lạ là tìm đến nơi. Thành tâm lễ Phật lễ trời, những gì không thấy lại thì càng tin. Có khi tin đúng tin sai, tin mà có tuệ chẳng ai dám lừa. Tánh hay phân tích đúng sai, tìm ra sự thật ấy là tuệ căn. Thông minh túc trí đa văn, tuệ trí sắc bén nói năng đúng thời. Tâm tư thấu hiểu sự đời, làm gì cũng được hợp thời chẳng sai. Tư duy là tánh nhớ dai, ấp ủ nhiều chuyện ngắn dài viển vông. Luận bàn đủ thứ long bông, đêm nằm trằn trọc ngày không ngớt lời. Suy tư nhiều chẳng đúng thời, làm cho đầu óc rối bời lung tung. Tánh tham gần giống tánh tinh, cả hai có tính dịu dàng như nhau. Tham thì dối trước lừa sau, đức tin thờ phụng trước sau trọn tình. Tánh sân tánh tuệ cũng gần, chuyên xa soi mỗi lỗi lầm người ta. Sân thì buộc tội chẳng tha, tuệ tìm để hiểu chánh tà mà thôi. Si cùng với lại tư duy, trầm ngâm mơ mộng nghĩ suy vẩn vờ. Si thì rỗng tết ngáo ngơ, tư duy ngậm khói đợi chờ tỏ phun. Xem ngày. Thế gian khi muốn làm gì, cũng xem ngày tốt là vì cỡ sao. Mặt trời mọc ở trên cao, ngày nào cũng vậy cỡ sao xem ngày. Si mê nên mới đặt bài, xem ngày sao chẳng xem ngay tâm mình. Tà tâm thì tội phát sinh, tội sinh quả báo tự mình khổ đau. Chánh tâm tạo phước thanh cao, rồi sao phước quả hưởng bao an lành. Tu tâm phước tuệ viên thành, bỏ ác làm lành là tránh họa tai. Mình không ác ý hại ai, đó là ngày tốt không sai đạo đời. Ngày nào tu tập tâm thời, đó là ngày tốt muôn đời không sai. Xem bói. Thế gian chẳng hiểu biết gì, thích đi xem bói chỉ vì u mê. Lắng tai nghe phán mọi bề, đúng sai được mất não nề lo âu. Toàn là những chuyện đau đau, nghe rồi lòng dạ rối ngầu phân vân. Chuyện xa cho đến chuyện gần, người ta biết được phân trần cả ra. Tính rồi đắm lụy đó mà, bảo sao nghe vậy thế là u mê. Dù người ta biết mọi bề, dư cây có quả không hề biết nhân.
khổ vui họa phúc xoay vần, tùy theo nhân quả dù gần hay xa. Nghiệp nhân xưa đã tạo ra, ác cho quả khổ lành thì quả vui. Tính sâu nhân quả được rồi, làm lành lãnh dữ vậy thôi khỏi cầu. Xem chi bói toán mệt đầu, xét suy nhân quả hiểu sâu sự đời. Thiện tâm trí tuệ cao vời, thì môn bói toán hết thời mỹ dân. Vui khổ do mình tạo. Ở đời có khổ có vui, do mình tạo tác khổ vui do mình. Ai hay làm hại chúng sinh, là mình đã tạo cực hình cho thân. Ai còn nóng tính hận sân, tự mình thiêu đốt khổ thân nhiều đời. Mê say hưởng dục chơi bời, là nhân sầu khổ nhiều đời bất an. Ai còn tâm trí mê mang, không phân thiện ác ngập tràn ngu si. Luân hồi các nẻo ra đi, khổ do tâm trí ngu si của mình. Ai không làm khổ chúng sinh, là mình đã tạo cho mình lạc an. Hảo tâm bố thí phát ban, là ta đã tạo sang giàu cho ta. Thành tâm kính lễ Phật Đà, phước lành cao thượng cũng là quý nhân. Hai đường thiện ác tỏ phân, lắng nghe giáo pháp hiệu chân chánh tà. Tu tâm trí tuệ sáng ra, đoạn trừ phiền não thật là an vui. Rắn độc trong ta. Ba con rắn độc mãn xà, ẩn hình trong tấm thân ta suốt ngày. Trí nhân thì sẽ biết ngay, người ngu không biết đỏ đầy vì sao. Rắn tham là tỉnh vơ vào, càng nhiều càng ít chẳng bao giờ vừa. Rắn sân là tính khó ưa, ghét ghen bực bội chẳng chừa hại ai. Rắn si không biết đúng sai, suối sao làm vậy hòa tai khó lường. Chúng sinh khó tính can cường, không nghe Phật Pháp không thường tu tâm. Để cho rắn độc ngủ ngầm, tạo ra tội nghiệp lỗi lầm chẳng hay. Sau này nghiệp quả đắng cay, chết rồi đọ khổ ai hay biết gì. Trí nhân thức tỉnh tuệ tri, nó là rắn độc đuổi đi khỏi mình. Hành thiền cho trí tuệ sinh, không còn rắn độc thì mình an vui. Con kính thưa đại chúng, con vừa đọc xong Xem Tánh Kệ của tác giả Sư Thanh Minh. Con xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc.